Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, trong một hai ngày nay thì không có tin tức gì mới đối với lại các cháu Hồ Văn Cường cũng như là chúng ta và đại gia đình FC Xanh Đọt Chuối thì đang chuẩn bị để đu show của cháu vào ngày 1 tháng 10 tại Hòa Bình. Ở đây đây thật là vui vui nha, nhiều người đăng ký lắm nha, rồi có chị Hương nào ở bên Mỹ này về để đi show của cháu Hồ Văn Cường. Như vậy là tình yêu thương của FC Xanh Đọt Chuối và khán giả ở khắp mọi miền đất nước cũng như ở hải ngoại luôn luôn dành cho cháu Hồ Văn Cường một cái thứ tình cảm rất là thiêng liêng, một cái tình cảm mà phải nói rằng làm rất nhiều ca nghệ sĩ mơ ước được như vậy. Cũng bởi vì như vậy mà cứ mỗi lần gần tới show của cháu Hồ Văn Cường là ekip cũ đã tìm hết mọi cách để chì chiết, giày vò cháu bằng tinh thần. Nhưng mà cũng nhờ cháu có một cái lượng fan và FC Xanh Đọt Chuối luôn luôn lúc nào cũng đứng phía sau ủng hộ cháu, dầu cho bão tố đi qua, dầu cho bão Nauru hay là cái gì nữa mà tràn ngập tới từ của phía bên kia thì bên đây FC Xanh Đọt Chuối cũng vững vàng như là kiền ba chân, không bao giờ lung lay tinh thần và cũng không bao giờ lung lay cái tình thương yêu mà dành cho cháu từ bao lâu nay. Càng ngày nó càng nhiều hơn nữa và nhiều người khán giả đã quay xe, và sau khi biết được cái ekip ở bên kia họ có một cái nhân cách như thế nào và họ đối xử với cháu như thế nào, trong khi cháu vẫn một mực im lặng cho đến bây giờ. Cháu vẫn im lặng nghe quý vị ham, mặc cho bên kia ra những đòn thù, ra những cái cosplay giống cháu hoặc là làm những hình ảnh giống cháu để họ muốn cái PR tên tuổi của đàn gà con. Thật ra đàn gà con thì thấy cũng tội nghiệp, khi mà cố ca sĩ mất rồi thì họ cũng bơ vơ lạc lõng, nhưng mà nếu mà họ đi lên bằng con đường nghệ thuật chính đôi chân của mình thì không ai nói gì hết. Còn mà nếu như họ lại nghe lời của má tèo hoặc là ekip cũ để có những hành động không tốt với cháu Hồ Văn Cường, cũng như là nói xấu cháu, rồi trù dập cháu, chà đạ cháu, muốn dìm hàng cháu, thì chúng ta có những lời phản biện mạnh mẽ và càng mạnh mẽ hơn nữa nếu họ cứ cố tình làm những cái trò đó với cháu Hồ Văn Cường. Cũng như gần đây chúng ta thấy rằng Cano Bưng Bô có lên diễn đàn trên Facebook rồi viết những lời nói xấu tố cái Hồ Văn Cường này kia nọ, thì chúng ta thấy rõ ràng là khán giả của cháu Hồ Văn Cường đâu có để yên đâu. Người ta tố lại liền phải không? Ngay cả Cali Sài Gòn cũng vậy, mình cũng lên đây phản biện lại giùm cho cháu về một anh chàng tự phong là ca sĩ mà chúng tôi gọi là Cano, Cano Bưng Bô này. Có lẽ là đã nghe lời của ekip cũ của cháu Hồ Văn Cường, đã có những hành động thái quá. Muốn người ta biết tới tên mình thì mình hãy đem tiếng hát của mình hãy đem cái thực lực của mình cống hiến phục vụ nghệ thuật đối với quần chúng, thì người ta cảm nhận được nếu mà mình có tài thật sự thì người ta đón nhận ở bất cứ nơi đâu, phải không quý vị? Đằng này vẫn là cái chiêu trò đó, có nghĩa là dìm hàng một người nào đó, chà đạp một người nào đó để mượn tên người đó đi lên. Đó là cái lối hành động rất là thiếu suy nghĩ, không có chuẩn mực. Hết đứa này rồi tới đứa kia. Lại lúc trước thì hết Tuyết Nhem rồi tới Thiên Ngân thì cũng có một chút xíu, nhưng vẫn còn tém tém lại. Kỳ này thì lại là Cano Bưng Bô. Thì chúng ta thấy rằng sau khi một những cái lời mà cái cậu Cano này nói xấu cháu Cường, thì cái sự bức xúc của cộng đồng mạng xã hội nó làm dậy sóng lên. Và thí dụ mà cậu này cứ tưởng rằng mình nói như vậy thì sẽ được người ta để ý tới, nhưng mà đây là gậy ông đọc lưng ông đó. Cậu ta không biết rằng cháu Cường được
rất nhiều người yêu mến từ trong nước và hải ngoại. Ngay cả những bà ngoại, bà nội ở ngoài miền Bắc, ở ngoài miền Trung cũng thương cháu lặn lội ở đây, ngay cả ở Úc cũng về thăm cháu và tặng quà cho cháu. Những món quà đó thì ekip cũ nhìn là thấy thèm thuồng, chảy nước miếng rồi. Như có câu người ta hay trên TikTok hay nói, khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng. cái trend đó, thì nhìn những đó hoa bằng tiền, nhìn những vàng vòng mà khán giả ở khắp mọi miền đất nước trao cho cháu, tặng cho cháu bằng tình thương yêu, tự nguyện. Chứ không phải là cosplay, không phải là giống như ở bên kia họ tự làm một cái phong trào để bắt chước giống giống Cường, để cho cũng nói lên là ơi, những cái mini show của họ cũng có người tặng tiền, tặng vàng. Nhưng chúng ta đã biết thật giả nó ra như thế nào rồi. Cái buồn cười nhất là họ cứ bắt chước cháu Hồ Văn Cường, nhà của chúng ta. Ví dụ Hồ Văn Cường được cái gì là họ bắt chước làm theo như vậy. Hồ Văn Cường được cái gì là họ làm theo như vậy. Thì càng làm thì người ta càng thấy những cái sự mà nó dối trá, nó không có thật lòng. Cho nên cái đòn ấy nó lại phản đòn lại họ. Và giống như là Cano Bưng Bô nói xấu cho Hồ Văn Cường để dìm cháu để đi lên. Nhưng mà nó giống như là một cái đòn phản vậy, tự vả vào mặt mình. Bây giờ cháu Cường mặc dù có 1 triệu người, 1 triệu fan theo dõi, thì cái cậu Cano Bưng Bô này đã làm phản cảm và mất thiện cảm 1 triệu người khán giả ở bên đây. Lúc trước họ không nói gì tới cậu này, tại vì thấy cậu này gương mặt cũng hiền, cũng không nói đá động gì tới cháu Hồ Văn Cường. Đó là cái sự khôn ngoan. Nhưng không ngờ gần đây cậu ta đã làm cái trò đó. Thì bây giờ 1 triệu người đã xem cậu ấy giống như là một... Tuy rằng nó không phải là một kẻ thù, nhưng mà không còn có một cái thiện cảm dành cho cái cậu này trong đám gà con nữa rồi. Đây là cái lối suy nghĩ mà thiển cận để đi lên. Trong khi đó mình thì tiếng tâm thì chưa có, mà cố tạo một cái scandal rất là tai tiếng, phải không quý vị? Vâng, thì cũng như thường lệ, mình sẽ đọc những lời bình luận với lại những gì, những câu mà tốt đẹp hay là những lời chúc gì của tất cả quý vị dành cho cháu Cường cũng như dành cho với nhau nha. Chào Kali, chúc em nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc nhé. Cano Bưng Bô không nhìn thấy trung tâm hải ngoại gì đó. Mạnh Quỳnh cũng mỉa Mai Cường thì bây giờ hối hận. Juno chưa được khán giả bình chọn, chưa có fan như Cường mà lên tiếng với Cường à. Những bài hát của Cường gần đây đạt được 1 triệu view. Juno đã có được chưa? Tới ngày 1 tháng 10 này, khoảng 750 FC tham gia ủng hộ, sau đó là 610 suất đăng ký liên quan hậu của show nhé. Cảm ơn Kali đã có tiếng nói công tâm để hàng triệu người hiểu và thương Cường hơn. Cường im lặng là vàng và có vàng thật rồi. Vâng, đúng vậy, im lặng là vàng và vàng của khán giả tặng cho Cường rất là nhiều với tấm lòng ưu ái và thương yêu trọn vẹn. 750 người đã đăng ký tham gia trong cái chương trình này. Và có hơn 600 người đăng ký liên quan sau show này. Thì tôi muốn hỏi đàn gà con hay những ca sĩ bên bển và ekip của bên bển suy nghĩ như thế nào? Khi mà cứ nói là Hồ Văn Cường ca dở bể tiếng là này cái kia nọ đủ thứ. Mà người tham gia càng ngày càng đông cái show của cháu, 750 người thì không phải là con số nhỏ, và hơn 600 người đăng ký tiệc liên quan. Đây là một con số rất là lớn, mà tôi dám khẳng định rằng rất ít ca sĩ và nghệ sĩ nào được một lượng fan ưu ái như thế, và người ta sẵn lòng vì cháu làm tất cả mọi việc. Chưa chắc gì Đàm Vĩnh Hưng, chưa chắc gì Lệ Quyên, chưa chắc gì Mỹ Tâm, có những fan ở nước Úc, ở nước Mỹ hay nước Đức bay về để đu show của mình, nhưng mà cháu Cường có. Kỳ này thì có chị Hương ở bên Mỹ về ha. Rồi lần trước thì có bà ngoại ở bên Úc về ha. Đó, thấy chưa? Như vậy mà Cano Bưng Bô và cái những đàn gà con
Rồi ekip cũ chưa sáng mắt ra hay sao? Nếu còn những đòn thù đánh cháo thì những đòn ấy nó sẽ phản ngược lại mình. Cho nên tôi nghĩ rằng bên phía bên kia, nhất là những YouTuber của trên của dưới đó, Tạ Mở Thừa hay là Hồng Răng Vên gì đó, Hồng Răng Vên là quý vị kêu gọi hay chứ tôi không có gọi, tôi không có biết cái tên này mà tôi đọc ra Hồng Răng Vên thì thấy nó cũng hay hay. Thì thôi mình đa số thắng tiểu số đó, hồi lúc trước tôi kêu là Hồng Cái Ban, có ai nói nhưng mà thấy nhiều người nói là Hồng Răng Vên thôi. Mình cũng chiều lòng khán giả, mình cũng gọi như vậy để khán giả biết là ai. Nên thấy rõ những cái sự việc đang xảy ra và cũng sẽ xảy ra trong tương lai như thế này đây, thì nên dừng lại, đừng có nên công kích, đừng có nên nói xấu, đừng có nên nói xấu Bầu Thị và danh ca Ngọc Sơn bằng những danh từ thiếu văn hóa. Vì những danh từ đó, kể từ bắt đầu ngày 1 tháng 10 thì đã có cái luật hiện hành mới và có thể được mời lên công an để làm việc vì những lời láo xược bịa đặt vu khống của mình. Và kể từ đây YouTube quản trị viên họ sẽ siết chặt lại và họ sẽ coi rất là kỹ những người mà lên trên đây chuyên môn mạ lị nhục mạ người ta đó để kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Đó là một lối kiếm tiền thiếu văn minh, phải không quý vị ha? Chúc Cali Sài Gòn nhiều sức khỏe, bình an. Cảm ơn em đã thay mọi người nói lên tiếng, nói công tâm cho bé Cường hiền lành, tài năng, mong con hát hay, học giỏi, có ích cho xã hội. Vâng, cảm ơn chị Nhiên Nguyễn Thị. Sức khỏe thì cái tay vẫn đau chơi. Bữa hổm uống thuốc này kia nọ, đi bác sĩ rồi chụp hình này kia nọ thì uống thuốc lúc đó thì mình tự nhiên mình thấy giảm bớt được 70%, còn 30%. Cái mấy ngày hôm nay như là trời bắt đầu lạnh hay là mưa hay sao lại cái nó trở lại 20% lại trên 3, cộng thêm 30% đó là cũng như là 50% rồi á. Nó xuống hẳn 70, bây giờ lên nó lên là lại chút xíu, ngoài tay của mình đều vẫn đau, vẫn không thể nhắc một cái gì vật gì mà khoảng cỡ 1 kg lên cho nó thuận tiện, lúc nào mà cũng phải bóp bóp cái tay này. Chứ nghe nói ở Việt Nam thì có nhiều người thầy chăm cứu rất là hay, và ngay cả bên đây bác sĩ cũng nói nếu mà mình đi bác sĩ này không được thì có phải có nên là đi đổi bác sĩ chăm cứu hay là đồng y làm như thế nào đó. Tại vì bác sĩ nói nghỉ ở nhà đừng đi làm khoảng cỡ 2-3 tháng. Trời, bây giờ con cái vào đại học rồi, nhà cửa đủ thứ, tiền bill, tiền cổ, tiền xe, bảo hiểm, insurance rồi này kia nọ, mà kêu ở nhà mấy tháng giống như kêu bằng treo cổ tự tử chứ còn gì nữa. Thôi quý vị, Nguyễn Nhi, có 102, không ai giống như là cháu Cường, cũng không ai nhịn nhục như là cháu Cường. Thế gian này chỉ có cháu chịu đựng tất cả vì tính cách hiền lành, cho nên được nhiều người thương. Đồng ý luôn. Cano Bưng Bô, chắc thấy cháu Cường bây giờ được rất nhiều người trong và ngoài nước thương yêu và tặng quà càng nhiều sau mỗi show diễn, nên muốn nhờ FC Xanh Đọt Chuối lên tiếng phản đối càng nhiều để nổi tiếng. Tát nước theo mưa ấy mà, đó là lời của Thanh Tuyền Dương. Vâng, thường thường là như vậy, mình tạo scandal, mình nói với người này nhiều thì người này ta, mặc dù mình nói cái phản biện lại, nhưng mà mình vô tình mình cũng là PR cho họ đó quý vị. Khoa Phương, tôi thích cách nói chuyện của Cali, ủng hộ kênh. Vâng, cảm ơn bạn Khoa Phương rất nhiều nha. Thị Hường Trần, cảm ơn Cali đã chia sẻ về câu chuyện trên của cậu ca sĩ tự xưng này. Nhìn mặt mũi thì không đến nỗi nào như vậy, mà trong tâm thì lại ác hơn là ác quỷ. Ý chị nói là Cano Bưng Bô đó quý vị. Trong một cái clip mà mình nói về September, tiếng Anh là tháng 9, và mình chỉ đề cái tựa đề là Cano Bưng Bô, vậy thôi. Chào anh, chúc anh khỏe, vui, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành, yêu thương chàng trai quốc dân. Điều mà
Cano bưng bô công kích Hồ Văn Cường chỉ vì sự ghen tức đố kỵ thôi. Hơn nữa ăn theo ekip bên kia thì phải làm theo lời chúng nó chứ. Thật là hẹp hòi bẩn tính. Vâng, hiện bây giờ thì Cano bưng bô đang đi theo đàn gà con. Và ekip cũ của cháu Hồ Văn Cường thì phải làm theo những lời gì mà họ nói. Tôi cũng nghĩ rằng nếu cậu này thật sự là một nạn nhân phải bị ép buộc chèn ép như vậy, phải nói ra những vậy thì cũng thật là tội nghiệp. Còn mà nếu mà cậu này tự động viết ra những lời như thế, coi như là cuộc đời ca hát của cậu này kể từ đây bế mạc luôn. Không có ông bầu show nào hay là không có một cái đơn vị nào mà để ý tới nữa đâu. Tại vì một người ca sĩ chưa có nổi tiếng, tự phong thôi là ca sĩ thôi, ngày xưa là bỏ đĩa với lại ở trong phòng thu làm việc trong đó. Sau này được cố ca sĩ Phi Nhung lăng xê lên cha ca chung hát một bài. Chưa được gì mà đã tự mình gây ồn ào tai tiếng rồi. Ai cũng biết khỉ đột thì giống mấy con khỉ xiết vậy, thì ăn cơm chúa thì múa tối ngày. Nhưng mà có những cái mình phải nên suy nghĩ có nên làm hay là không nên làm, và giá trị đạo đức của con người nằm ở đâu cũng phải cần ở đó. Nhất là những người trong cái giới showbiz, họ cần cái giá trị đạo đức và nhân cách của người đó rất là nhiều. Hạnh Nguyên, xin chào anh Kali, một ngày mới hạnh phúc. Cậu Cano này hát dở mà còn đá chéo cháu Hồ Văn Cường, nhờ Diễm Phạm mà cháu Cường được khán giả trong và ngoài nước thương cháu Cường. Và anh Kali cùng các anh chị em làm kênh cùng ủng hộ cháu Cường. Vâng, thì mình cũng đã từng nói mình thì cũng giống như là các anh chị, cô chú và tất cả các YouTuber đều yêu thương và ủng hộ cho cháu. Lo Nguyễn Thị, chào anh Cali Sài Gòn, ca sĩ chạy vặt vòng ngoài mà anh muốn cho họ biết tí tên đó mà. À, chị này nói là Cano bưng bô là ngày xưa chỉ ca làm vòng ngoài thôi. Bây giờ muốn tạo scandal để cho người ta biết tới mình. Hùng Trịnh, Thiên Ngân cũng có lần sân si với Cường. Nhưng mà tém tém một chút thôi chứ không có như là Tuyết Nhem. Chỉ có Quỳnh Trang là không sân si gì cả, vẫn là tình chị em. Vâng, mình thấy Quỳnh Trang thì không bao giờ có những lời nói nào mà giống như là cố lèo lái con thuyền dẫn dắt dư luận nói xấu của Cường. Mà cô Quỳnh Trang này cũng rất là thông minh nha. Cô ấy cũng giống như mình nói mấy cái clip trước, cô ta từ từ lặng lẽ ra đi. Vì cô ta cũng nhận thức được cái lẽ phải, đâu đúng và đâu sai. Và ekip cũ, quản lý cũ của cháu Hồ Văn Cường cũng nhìn nhận ra được đó. Nhưng họ không làm gì được Quỳnh Trang. Họ không làm gì được cô ta. Tại vì cô ta bây giờ không cần tới sự giúp đỡ của họ nữa, mà có thể tự lực cánh sinh, tự lực đi lên bằng đôi chân và tiếng hát của mình. Phòng đào tạo TCT, con chào chú Cali Sài Gòn. Chú ơi, sắp đến show rồi, nôn nao quá chú ơi. Cháu nôn nao thì chú cũng nôn nao, ai ai cũng nôn nao, ai ai cũng xôn xao, và ai cũng muốn đến đu show. Nhưng mà có người đến được, có người không đến được, cũng như chú và cháu đây. Thì thôi, mình ở nhà mình coi live đi ha, của các bạn YouTube tới đó quay cho mình xem. Đó cũng là một phần an ủi cho chúng ta, phải không quý vị? Phong Kiều, xin chào anh Cali Sài Gòn, thích cái tựa đề của anh. À, cái tựa đề là Cano bưng bô hả? Bảo Châu, Duy Cano chê em Hồ Văn Cường thì chả khác nào đi chửi lại cố ca sĩ, vì trước khi cố ca sĩ nhận em Cường thì em ấy là quán quân, là ngôi sao nhí hot nhất lúc đó. Vậy mà em ấy về với cố ca sĩ Phi Nhung mấy năm mà trở thành ca sĩ không đồng là do ai vậy hả Duy Cano? Rồi Duy Cano trả lời cho Bảo Châu biết đi nha. Muda, ủng hộ kênh Cali Cano là bưng bô thật,
Vì theo má Tèo, mong sẽ được nổi danh, nổi lên những điều sai sự thật, giờ mà vẫn còn ngu xuẩn quá mức luôn. Uyên Lê, gần một năm rồi mà tên ca sĩ xấu tánh vẫn còn muốn trụ dập Cường. Cái này theo mình nghĩ là chắc có thể thôi ha, là Cano Bưng Bô này phải nịnh hót ekip cũ, quản lý cũ để được người ta đại khái là dìu dắt và đưa đi lên trên con đường nghệ thuật. Nhưng với cái những lối, cái tư duy như thế này thì không được bền vững đâu. Hương Thị Trần nói với cậu này thì cậu Cano Bưng Bô á, không tiếng tâm thì để cho người ta thương, chứ làm vậy ai mà thương. Đúng y chang như vậy, chính xác luôn. Bảo Châu tiếp tục. Tạ Mở Thừa và Hồng Răng Vâu. Hồng Răng Vâu hả? Dám mò ra Hòa Bình đi, chả ai thèm động tay động chân đến chúng, chỉ cho bẩn tay. Chỉ cần các mẹ đi qua tặng một miếng nước bọt và vặt là chúng đủ ngập lụt mà chết ngạt rồi. Ha ha ha. Vâng. Tôi nghe nói là Tạ Mở Thừa và Hồng Răng Vâu, nghe quý vị và các bạn nói rằng là sẽ ra Hòa Bình để kiếm chuyện với một trong số những thiếu YouTuber mà ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường. Thì ơi già, cả ngàn người ở ngoài đó, mấy bạn người, không ai động chung động tay gì đâu. Thì cứ người một một miếng nước bọt thôi mà cũng đủ trôi về cái chỗ cư ngụ rồi. Muda có lời bình luận tiếp tục là đó là kịch bản của chúng nó, công ty ekip của cố ca sĩ bẩn lắm, Cano là đồ vô danh tiểu tốt, theo má Tèo để kiếm cơm, ekip lại là loại không có trái tim, chỉ vì tiền làm những điều bất nghĩa, rất là vô liêm sỉ. Gần đây thì tôi cũng nghe nói là như là ekip quản lý cũ của cháu Hồ Văn Cường, ngoài Minh Trí đổ nợ ra mượn tiền không trả, giờ tôi nghe nói hình như má Tèo cũng cũng nợ người ta nhiều lắm đó. Chuyện này thì thực hư ra sao chúng ta tìm hiểu thêm ha. Phi Nguyễn, đúng là cá mè một lứa mà, bốn đứa nó thì ba đứa đã sân si với em Cường rồi, còn một Thiên Ngân mà thôi. Rồi đây Thiên Ngân cũng sân si với em Cường mà thôi. Để mà xem nhé anh Cali, Quỳnh Trang thì chạy mất dép rồi. Quỳnh Trang chạy mà rớt dép lại mà cũng không dám quay lại lụm nữa vì nó sợ cái công ty này quá. Vâng đúng, thì Quỳnh Trang chạy hay cho cái câu chạy mất dép mà không dám quay lại lụm đôi dép lại. Còn Thiên Ngân thì cũng có vài ba câu sân si ganh tị với Hồ Văn Cường, nhưng mà còn tém tém chút xíu, chưa có công khai đưa bộ mặt của mình, giống như là công kích thẳng, chỉ là tém tém một chút thôi. Ok. Lâm Thanh, ca sĩ Bưng Bô tự đào lỗ để chôn mình, sống không có đức, sân si trước sau gì cũng gặp quả báo, thanh niên mà nhem nhẽm hơn đàn bà, từ nay gọi là đàn bà Juno đi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những thông tin gần đây và những lời bình luận của khán giả trước khi mình dùng cơm tối với lại gia đình. Nếu quý khán giả ở Mỹ này coi thì chúc cho quý vị một bữa cơm tối thật là hạnh phúc bên gia đình, và chúc tất cả khán giả bên Việt Nam một ngày thật vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào.